mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Sở Lê Nguyên Á Hậu 2, Phương Anh xin phép không làm điều này khi đi thi Miss International 2022. Hôm ngày 1 tháng 10, cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2022 đã chính thức khép lại và tìm ra được đại diện thi đấu quốc tế, đó chính là Đoàn Thiên Ân. Việc này đồng nghĩa, đội hình thi đấu cho 6 cuộc thi nhan sắc quốc tế đã được hoàn thiện. Ngoài Kim Duyên, 5 mỹ nhân còn lại đều đang chờ để đi trình diễn. Tháng 12 tới đây, Á hậu Phương Anh sẽ lên đường sang Nhật Bản để bắt đầu hành trình tại Miss International 2022. Cô được cho là một trong những đối thủ nặng ký nhất của cuộc thi khi sở hữu chiều cao, nhan sắc và học thức ấn tượng. Chính Phương Anh cũng rất quyết tâm sẽ mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Việt Nam tại cuộc thi này. Mới đây, người đẹp sinh năm 1998 đã xin phép người hâm mộ làm một điều này. Theo đó, Phương Anh đã để lại bình luận trong một bài viết là: "Chắc xin phép các bạn tới Miss International, Phương Anh không búi tóc nha ạ." Khiến khán giả không khỏi bật cười. Lý do Phương Anh đưa ra quyết định này bởi trong những cuộc thi nhan sắc gần đây, những ai lọt vào top 3 chung cuộc mà tạo kiểu tóc búi thì đều sẽ trở thành Á hậu 2. Từ Mâu Thủy, Thúy Vân, Thủy Tiên và gần nhất là Trần Tuyết Như đều búi tóc và đảm nhận vị trí Á hậu 2. Tuy nhiên, fan sắc đẹp cho rằng lời nguyền này lại không linh nghiệm với cuộc thi Miss International. Bởi trước đó, các hoa hậu đăng quang đều búi tóc rất cao. Đặc biệt, netizen khuyên Phương Anh nên búi tóc để sẵn đổi chiếc vương miện nồi cơm điện trứ danh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.